vị, cứ vào những tháng gần cuối năm thì các đường dây buôn bán đã âm thầm thu gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu, chờ thời cơ đưa ra thị trường tiêu thụ. Mới đây nhất, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 176 kg pháo nổ qua biên giới. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 23 giờ ngày 9 tháng 11, tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phát hiện và bắt quả tang hai nam thanh niên vận chuyển hàng cấm. Cụ thể, Điểu Thanh Sang 29 tuổi và Điểu Nhúc 21 tuổi cùng ngụ huyện Lộc Ninh sử dụng xe máy biển kiểm soát 36R7-5742 kéo theo rơ móc tự chế để vận chuyển hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 thùng các tông chứa 176 kg pháo nổ. Theo lời khai ban đầu của hai nam thanh niên, số pháo nổ này được một người tên L chưa rõ nhân thân, lai lịch từ Campuchia về Việt Nam thuê vận chuyển với giá 700.000 đồng. Khi chuẩn bị giao cho người mua thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.